I spend all cleaning up for the team archer. Em lại quên chưa ăn, ôi dồi ôi, phải đi ăn thôi. Có thể là tớ sẽ dừng ở Wakatsu. Đi ăn cơm và Nhật à? Đi về nhà thì chúng ta. Hôm nay mà chưa quất được Gary thì hơi phí. Cảm ơn cậu. I feel kind of weird with. Nên mình không hiểu là cái con reset là ở phần 4 nó sẽ sinh như thế nào nếu mà chúng ta chơi bản remake. Tức là mẹ mình hoa hậu. Kiểu mẹ như kiểu như mấy đứa hoa hậu Việt Nam ấy. Thực ra Zucari này cũng tính là hoa hậu mẹ lắm. Thôi từ từ. Anh đi thôi. Fast food I order. Tôi sẽ order gì bây giờ? Buffet đi. Ôi, em này đớp hết luôn. Em này chơi còn kinh hơn cả cái thằng Nozomi. Cái này ngon quá. Tớ có vẻ như đã quyết định đúng. Khi mà ăn cái món giống như cậu Shinku. Kiểu tớ đang nghĩ rằng liệu ăn cá có khiến cậu nhớ biển không? It's a part of our lives, I guess, living along the coast. We even spend our vacation at the beach. Đây là một phần của cuộc sống chúng ta. Ý của tớ rằng chúng ta sống ở ngay bờ biển mà. Chúng ta cũng đã dành cả thời gian ở ngoài bờ biển nữa, bãi biển nữa. Hey, after all this is over, why don't we go somewhere different? Sau khi cái này kết thúc, tại sao chúng ta không đi một nơi nào đó khác giống như đi núi chẳng hạn? Chuẩn luôn. We can have lunch outdoors. Maybe we'll even see a deer or something. Chúng ta có thể ăn trưa ở ngoài, cũng có thể chúng ta sẽ gặp hươu. Gặp hươu em này rút cung lên bắn á. Thế một cái gì đó cậu nghĩ sao? Ủa chuẩn mẹ luôn em ơi. Anh giơ hai chân. Yukari Sagura. Hãy đi cùng mọi người, hãy đi cùng hai chúng ta. Hai chúng ta nghe và hấp dẫn nhưng mà phải không? Ủa chuẩn mẹ. Nên là chúng ta không nên đề cập luôn hai người ấy. Khả năng bây giờ là con này nó chưa không thích. Vẫn chỉ dừng ở tình bạn. Khi nào nó phải tự nhận ra là tình cảm nó có với chúng ta ấy hiểu không? Nên là các bạn không nên ở ngoài đời các bạn không nên manh động. Kể cả khi các bạn đẹp trai nhưng mà các bạn chưa cảm thấy tín hiệu thì cũng chưa clear để chúng ta chiến ấy. Nói chung là từ lúc thì như này lúc này. Được rồi. Tớ sẽ làm cơm cho cậu. Nghe có vẻ như một gia đình đấy. Tớ nhìn trông có vẻ như này đâu, nhưng mà tớ nấu ăn giỏi phết à. Cậu hãy đợi xem. Cái này chúng ta biết rồi, bởi vì chúng ta nấu ăn con này nhiều rồi mà. Cũng đã rất lâu rồi khi mà chúng ta nói về cái này. Tớ đã phấn khích. Nghĩ cái đấy là tớ thực sự phấn khích rồi. I'm not sure how to say this, but when I'm with you, tớ không biết chắc là tớ phải nói như này nhưng mà mỗi khi tớ cùng cậu thì tớ bắt đầu I don't feel so tớ không cảm thấy cô đơn nữa. Chuẩn mẹ luôn. I mean, I do have friends, and there's everybody at the dorm. Ý của tớ rằng là tớ có người bạn và mọi người ở trong dorm. Usually, I feel like the real me is trapped somewhere deep down inside. Mà tớ cảm thấy là cái con người thực sự của tớ bị kẹt sâu bên trong. Maybe it's because of my family situation, but I'm always pushing people away without. Kiểu cái ý con này là bảo là nó có bạn nhưng mà sâu bên trong thì nó vẫn cô đơn ấy, bởi vì là không ai nó có hiểu được nó. Hiểu được cái gia đình của nó kiểu ấy. Và nó gia đình nó lằng nhằng ấy. Và cũng không có người thực sự chia sẻ cái này nó. Nó giống như thằng nhân vật chính ấy. Bởi vì thằng nhân vật chính thì dù sao là bố mẹ cũng chết thì nó cũng mất mát ấy. Đúng không nhỉ? Thực ra là đúng không? Cái thằng này cái thằng duy nhất mà bố mẹ chết rồi. Bởi vì là tình hình gia đình của tớ đã already put people. Nên là cuối cùng là tớ lúc nào cũng lảng tránh mọi người và đẩy mọi người xa khi mà không nhận ra điều này. Gần đây là mọi chuyện này đã thay đổi. And I think it's thanks to you. Tớ nghĩ rằng đây là do cậu, nên là cảm ơn cậu nhiều. Phần mẹ luôn. Nên là cái điện, cái này lại bị ngã mẹ cha. Fuck.
Lucari đã tin tưởng mình. Ôi dồi ôi, tin tưởng anh này em toang rồi. Tin tưởng đúng người và cũng là sai người. Vào dọ. That was delicious. It's getting late. Shall we head out? Nó đi tầng 2. Karaoke ngay gần đây, mẹ cha đi. Thế mà không dùng. Thế mà gọi can đảm xuống 6, tôi thất vọng rồi ông, vãi cả lình. Oh, welcome back. Welcome back. Mình sẽ đi kiểm tra. Đến ông này ông cũng xem phim ấy. Thế mà mình chưa bao mình xem phim về Sanada ra nhỉ? Thế là trước sau thì chúng ta phải xem đủ các hoạt động để chúng ta ấy. Nên là rank số 1 rồi sao? Nên là còn nhiều buổi tối ấy. Là đúc đồ lắm. Còn nhiều cái buổi tối để chúng ta đúc mấy cái ai ghít này. Nên là buổi tối bây giờ không thiếu việc để làm luôn, nhiều vãi đáng. Golden Pua, ui cả HP cả SP ấy. Quả này ngon kèo ấy. Tần ramen hồi phục 100 máu. Fully restore HP candy hospital. Cái mới là cái gì nhỉ? Meeting star spinach golden tomato hồi 100 máu và 30 SP, không tệ lắm nhỉ. Gọi là mid heal ấy. Ta cảm thấy team hơi phò phò, chúng ta có thể thực ra thì cũng không mạnh nào. Cái nào nó chuyên về SP hơn. Mình đã đi chơi với chó. Thằng này, lại gặp thằng này. Oh shit, good, 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 good. Em không nghĩ chú lại có chó, liệu có phải Shiba không? That white fur is really nice. Almost makes him look mystical or something, don't you think? Nó nhìn lông trắng đẹp thế, nó giống như kiểu như một trò truyền thuyết. Ông Văn. Oh man, he just looks so cool. Nó nhìn trông rất là ngầu. I wonder how soft he is. Này có vẻ lông nó mềm như thế. Well, I don't want to make him uncomfortable or anything. Ok, đùa quá. We think I could try to pet him next time. Thì ông cứ sờ đi, còn nó có cắn đâu mà. Cắn đâu mà cứ sờ thoải mái, mẹ chó hiền. Hôm nay chủ nhật, oh shit. Còn 9 ngày thôi này. Ôi, hôm nay có hai em đi chơi buổi chơi này. Cái mẹ mày, hôm nay em không đi chơi thì tội chịu không? No school today. À, home shopping này. Hôm nay khả năng là mình sẽ đi chơi với anh ngoài chỗ miếu ấy. Pumpkin mat. 24.000. Oh shit. Mặt nạ cái bí á. Mặt nạ bí. Thank it. Thank it. So. Yeah. Superhero. Jeez. Something going on about superhero. Right. Okay, mẹ đi em. Thằng này bị ngáo. By the way, ông không học thì có mà. At good. Of course. I see. Hôm nay em chó này nó không đi chơi. Kiểu hết cái link episode là chó nó không đi chơi nữa. Đưa tay, sờ khắp nơi. Thằng này phải bị tố cáo vì sờ chó quá nhiều. Mình sẽ ra ngoài đi, từ từ.
Mà Zucari nó rủ mình đi chơi thì mình không đi chơi hả mẹ? Không hạn nhỉ? Đi chơi rồi quay lại xem có gì không? Khả năng là cái hội thoại là bọn thế là nó sẽ rủ mình đi ăn kem rồi. Thế mình cho các bạn xem rồi đúng không? À không phải à? Thế đây là ai quay đi muốn đi mua sang trang sức à? Tùy cái danh mà đúng không? Tôi chưa bao giờ có cơ hội để nhìn xung quanh. Đây là từng cái rank là nó sẽ đi chơi ở một chỗ khác. Đây là cái chỗ này là cái chỗ Bee Blue này. Nó vẫn là cái chỗ bán đồ trang sức nhưng mà cái phần này nó không phải là nói điểm là nó ấy. Beauty magazine clipping. Now let's see. Clean your soul. Có một cái gì nó khác thiết ở trên tường. Hãy xem này. Hãy chọn cái màu ưa thích của bạn. Nó sẽ phản chiếu cái tâm trí này. Hey, màu ưa thích của cậu là gì? Màu xanh luôn. Nhìn lên mà em không hiểu. Blue. Tớ đoán ngay mà. Phải, tớ cũng nghĩ nó rất hợp với cậu. Hãy xem nào. Những người chọn màu xanh. À, holy. À, họ đã take infinite joy in the end of the day. Có vẻ hay nhưng mà có vẻ như không thực tế lắm. Chúng ta đi cùng Zucari là ngon à. Anh nhìn nó đáng thương cái gì này. Đi shopping với em này. Mình tưởng nó đi ăn kem nhưng mà trời này hết mẹ này, kem này. Mình sẽ load lại xem Zucari khu cao rồi yêu chơi. Ông này vẫn đang dying spring này. À là Zuko chứ. Hôm nay lại đi uống cà phê rồi. Về cái activity bọn này nó... nó không uống cà phê à? Đi xem sách á. Hôm nay nó vẫn đi xem này cái... cái vệ huấn luyện viên của nó rồi. Let's do this. Don't be my prime. Chắc chắn rồi. Đây chỉ là bắt đầu thôi đấy. Cậu nói đúng. Chúng ta vẫn còn là tuổi vị thanh niên. Chúng ta còn có tương lai phía trước. Cảm ơn cậu. Chưa có gì cảm ơn. Nên là mình bảo là liệu các bạn đẹp trai thì bạn nói cái mẹ định đúng. Bây giờ nghĩ lại thì xem sách khiến tôi đói quá. Hãy đi ăn gì đi. Hay ăn một cái gì đó ngon ngọt. Nội dung nó không hấp dẫn được bằng mấy nhân vật nữ chính. Nữ phụ ấy nó chỉ thế thôi à? Bằng nữ chính thì nó loạn. Mình sẽ phải đi chơi với anh... Anh Dying Young Man. Cái persona của nó là The Sun. Lại chuẩn bị có một câu chuyện buồn khác. Thôi các bạn. Vẫn đang săn con này nè. Thế là tùy mùa nó sẽ thay đổi cái câu chuyện. Cái câu chuyện nhỏ nhỏ. Đây là cậu, tôi sẽ nói chuyện cậu với nó. Hôm nay bác lại hơi mệt rồi nè. Mẹ trời lạnh nhưng mặc này thì chẳng mệt. Cậu cảm giác như nào khi mà có con cá sấu hồng? Nghe có vẻ cũng... nghe có vẻ ngớ ngẩn. Sao fine to me nhé. Nghe cũng hay đấy. Tôi đã nghĩ như vậy. I knew you'd understand. Tôi biết là cậu sẽ hiểu mà. Em đã định nói cái nghe vớ vẩn đấy. Character of a story that I'm writing. Đây là một cái nhân vật chính trong cái câu chuyện mà... mà tôi đang viết. He was born in a lush green forest. But he turned out to nó be đã được pink. Sinh ra trong một cái khu vườn xanh biếc, nhưng cuối cùng nó lại màu hồng. Câu chuyện này chắc con Zucari thích. Nó đã nhìn trông rất là rõ so với những cái sinh vật khác, nên nó đã không thể nào đi săn để không dễ dàng để săn để kiếm được thức ăn, nên nó lúc nào cũng đói. The other animals dislike him and call him disgusting. Nhân vật những động vật khác
không khí đó và gọi nó thực sự là sinh vật mà gây nên là một cái sinh vật bẩn thỉu, là bẩn thỉu mà kiểu nó sinh vật trông nó khác bình thường ấy, nó bị kỳ thị ấy, giống như kiểu là nó là một người lời nguyền, đấy, nó lại bị ngáo rồi. So he was used to living alone. Nên là nó đã quen việc sống một mình. Day, he made a friend. Nhưng một ngày kia là nó đã có người bạn. It was a little bird that had trouble flying. Nó là có một con chim mà có gặp rắc rối ấy, trong việc là nó gặp khó khăn trong bay lượn. Every day the bird would stand on the pink alligator's back and practice. Mỗi ngày là con chim lại đứng trên lưng con cá sấu để mà tập bay. It's kind of embarrassing to tell you this. Nó hơi bị xấu hổ để nói cậu cái này. So, cậu nghĩ sao? What do you think? Nghe vẻ hấp dẫn. Nghe cũng hấp dẫn, really? Nghe cũng có vẻ phấn khích. Nhưng mà không sớm thì muộn thì con chim mình nghi bị sợi á. I've never written a story before, so I'm worried it's not going to be very good. Tôi chưa bao giờ viết được câu chuyện trước đây nên tôi đã sợ rằng nó sẽ không hay. But what matters is that I'm writing it for myself. Vấn đề ở đây là tôi thực sự muốn viết cho chính bản thân mình. Perhaps I can show you the entire novel someday. Có thể là tôi sẽ cho cậu xem được cả cái câu chuyện đấy một ngày nào đó. I actually came up with it the other day. Tôi trên thế là đã nghĩ ra cái câu chuyện này ngày hôm trước. I decided I wanted to write a heartwarming story just for myself. Tôi đã quyết định là tôi muốn viết ra một cái câu chuyện cũng đầy sự ấm áp cho chính bản thân mình. I'd like it to be a hopeful tale about finding the meaning in one's life. Muốn nó là một cái câu chuyện đầy hy vọng, việc tìm ra được cái ý nghĩa trong một cuộc sống. I think of you when I write. It's like I can hear you telling me not to die just yet. Tôi đã nghĩ rồi về cậu khi mà tôi viết cái câu chuyện đấy ấy. Nó giống như kiểu là tôi có thể nghe được cậu kể về tôi là đừng có chết sớm á. Đừng có chết một cách vội vã ấy. Mẹ cái này bị làm sao ghét thế. Kamiki đã cười một nụ cười yếu đuối ấy. Okay. Không biết là cụ này còn trụ được bao lâu nữa. Rank 6 rồi này. Mình tưởng phải rank cao hơn ấy. The wind is going to pick up soon. I can feel these kinds of things now. Cơn gió nó bắt đầu mạnh lên rồi đấy. Tôi cảm thấy được cái sự thay đổi của từng những cái thứ nhỏ nhất. I hope I have enough time. Tôi hy vọng là tôi có đủ thời gian. We should leave. Chúng ta nên đi thôi. I'd like to see you again sometime. Tôi hy vọng là có thể gặp lại cậu sau. Đang những câu chuyện vui mẹ thành cụ này thành những câu chuyện buồn rồi. Anyway, chúng ta sẽ làm gì bây giờ? I think thế mình đi dắt chó ấy. Hôm nay có đọc sách của Mitsuru này. Rất chó đấy, rất chó là gặp một thần mới. À, cái đoạn này là các bạn nên nên tạo mối quan hệ nhưng mà cũng không vội lắm thì chúng ta đi rất chó được đấy. Rất chó lại gặp cái thành phần nào đấy. Khả năng này mình sẽ gặp thành phần là mấy thằng bạn biết này, gặp cái thằng ta này. Oh hey, Dean, what are you doing out this late? Ah, walking the dog, huh? Rất chó. I didn't know you had one. Tôi đã không biết là cậu có đấy. Anh đừng bảo anh sơi chó tôi nhé. Man, that brings back memories. Tôi cũng hay có chó, nên là cái này nó mang lại kỷ niệm, nhớ lại hồi xưa. Trong nhà tôi nghèo quá, tôi phải sơi con chó đấy. He's a lively one, isn't he? I bet running alongside this little guy would be great. Này nó cũng nhanh măng, cũng năng động. Tôi đoán rằng là nó sẽ chạy. Tôi đoán là tập chạy cùng cái con này thì cũng rất là tuyệt đấy. For now I'll run along home. I'll see you later. Bây giờ tớ sẽ về nhà trước đây. Tớ gặp lại cậu sau nhé. Nhìn Koromaru phần này yêu thật đấy.
Con này về, con này mà có cái búp bê thì mua luôn về nhà. Hôm qua cô đã ở muộn quá, cô lại chat này, chơi mà game này. I don't speak. Cô lại không ngờ rằng cô Terauchi cô lại không ngờ rằng cô Terauchi lại đưa ra mà lại đi cái bước đi đánh màn trượt tuyệt như thế vào ngày qua. Hôm qua là cô chưa bao giờ có một vật đen như hôm qua. Thế là hôm qua cô sẽ quất nhau với cô Terauchi chơi chơi vật trưởng. Kiểu bởi vì là tháng này sát. Listen. Cô xưa là ai, cô sẽ hỏi ai bây giờ? Em, gì? Biết ngay mà hỏi mình. In what the valley of the world. Phần lớn Nhật Bản tháng 10 thì gọi là tháng mà không có vị thần. Bởi vì dễ ăn, bởi vì họ đã không ở quanh đấy. That's the one reason. Nhưng mà có một cái vùng mà thay vì nó gọi đấy là một tháng mà không vị thần. Em biết đấy là cái gì? Oh shit. Cái này toàn đấy là bên Nhật thì bố ai biết. Như là Izuno, Izumo. Không thể để, không, chúng ta không được để cô tao Ryumi thất vọng được. Bingo. Còn tao cần được cái tất cả vị thần ở trong Nhật Bản đã họp lại mỗi năm ở Izumo để gặp mặt và ta kết nối tình cảm với nhau này. I want to be blessed with a loving relationship to you. Cô đã được hy vọng là có gặp may mắn trong tình yêu. Nhưng mà đầu tiên cô cần phải kiếm tiền và sau đó tìm người yêu. Và sau đó phải làm việc chăm chỉ. Nên là cô đoán rằng là cái việc đầu tiên là chúng ta phải đến đền Nagagaki để cầu khấn. Chung là cho ông nào chưa biết thì cô đấy có nhắc là đi miếu này để tìm tình yêu. Nói chung là nói về cái mechanic của cái game ấy, đặc biệt lắm. Có thể mình đi quất nhau với cả Zugari tiếp. Em này quả này mà không đổi hơi phí. Rank 8 là sao ấy? Shit man. Hình như là tháng này là mình cũng quất nhiều cái vũ khí rồi nhỉ. Nên là mình cũng trang bị tận răng rồi. Hey, cậu về nhà không? Làm sao mà cưỡng lại được vẻ đẹp trai của anh Zugari. Nên là cậu đi cùng sát tuyết qua Palomia mua có một vài thứ mà tớ muốn xem đi shopping. Em mày yêu con này mà cháy túi. Hey, mind if I go take a look at some earrings? Thế cậu có phiền nếu mà tớ đi mua ít bông tai? I've been wanting new ones, but I can never seem to make up my mind. Mình phải nói là trong hot girl của mấy phần thì tạm thời là hiện tại là mình đang thích Zugari nhất. Ít nhất là cái là dòng love lover ấy. Còn Takamaki cũng hay mà. Cảm thấy nó không được sống động như cái con Zugari. Tôi đang đợi tìm một cái, nhưng mà kiểu cái ước mơ con An là nó cũng hơi ảo. Mình không nhớ là cái con con gì phần 4 này, tự nhiên mình quên tên mất. Anyway, chúng ta sẽ quay trở lại với Zugari. Nó thật sự rất là đáng yêu, cậu biết không? Có rất là nhiều lựa chọn để mình chọn. À đúng rồi, Reset Chan đúng rồi. Quên mẹ mất. Đúng rồi, Reset Chan cũng hot. Nhưng mà chúng ta rất là khó lựa chọn rồi. Ít ra là mình ấy. Không là em nào là bad nhé. Cũng có thể là mình dễ thích. Nếu mà một cô gái thực tế là có thể Reset Chan hay thực tế hơn. Nếu mà tiếp người thì mình không phải thích Yukari lắm. Nếu mà là, bởi vì là cái con này là kiểu là typical gái xinh hot girl ấy. Zugari còn thực tế là Risecha là nó gần gũi hơn. Mình chả biết. Mỗi thì tùy người thích một kiểu.
Yukari cũng rất là đỉnh. Tớ biết tại sao cậu không đến giúp tớ chọn đi. Alright, để tham dự với em ấy chứ. Thì hãy đi xem luôn. Rank số 7 ra ấy. Mẹ vợ gọi rồi. Cả nhà mẹ vợ. Hello. Cái gì? You're not doing it? Mẹ không làm nó sợ đấy sao? You want my approval first? Mẹ cần cái sự tán thành của con đó. Đợi đã. It's fine. You can do what you want to do. Không sao đâu, mẹ có thể làm bất kỳ gì mẹ muốn. What I mean is, ý của con là if that's what you really want, then go ahead. It's your choice. So nếu mà đây là những gì mà mẹ thực sự muốn á, cứ làm đi. Đấy là lựa chọn của mẹ mà, nên là you really don't have to worry about me. Mẹ không thờ cần phải lo về con đâu. Well, then, thế thì you wanna meet up and talk about it? Mẹ muốn gặp nhau và nói chuyện về cái đấy ra. Hey, stop it! Don't cry. Thôi đi mẹ, đừng khóc. I'll try to call you more too, okay? Con sẽ cố gắng gọi cho mẹ nhiều hơn được chưa? All right. Được rồi, bye. Bye. Đưa máy đây cho để anh gặp mẹ riêng mẹ của em. That was my mom. Đây là mẹ của tớ. He apologized for everything that's happened. Bà ấy xin lỗi vì tất cả mọi thứ đã xảy ra. She said she won't get remarried until I'm okay. Bà ấy nói rằng là bà ấy sẽ không tái hôn đến khi mà tớ đồng ý. That's weird. Lạ kỳ thật. I can't stop shaking for some reason. Tớ đã không thể nào mà cơ thể tớ đã run rẩy vì một lý do nào đấy. Liệu chúng ta có thể ngồi đây một chút không? Thoải mái đi. Chúng ta ngồi cùng Yukari cho đến khi cô bình tĩnh. Em ngồi lên đùi anh để cho nó thoải mái, cho nó dễ ấy. Xin lỗi về tất cả những này. Hiện bây giờ tớ ổn rồi. I was just surprised. Tớ chỉ hơi bị ngạc nhiên này. I never expected this to happen. Tớ chưa bao giờ nghĩ ra chuyện này đã xảy ra. I told her we could meet up and talk about her remarriage. I'm nervous just thinking about it. Tớ đã bảo bà ấy là chúng ta thể gặp mặt và nói chuyện về việc tái hôn của bà ấy. Và tớ thực sự là cũng căng thẳng, kiểu run ấy, kiểu nervous ấy. Chả biết tiếng Việt là cái gì. Khi nghĩ về cái đấy, liệu cậu có muốn gặp bà ấy không? Như là chọn cái nào được? Would you let her do? Cậu có muốn gặp bà ấy không? Con này không muốn bà này nó tái hôn hay sao? Để bố nó bị lãng quên ấy. Điều ấy thực ra tớ không muốn làm gặp lắm. Tớ sợ rằng là tớ sẽ nói cái gì sai mà cãi nhau ấy. We haven't seen each other in almost 10 years. 10 năm, oh shit. So it's not going to be easy. Tớ chưa gặp bà ấy 10 năm. Thế thì 10 năm nay bà ấy nuôi con này kiểu gì nhỉ? Ai nuôi? Cái kiểu nó không có logic gì ấy. Thế là nó sẽ không dễ dàng. I'm afraid I'll get angry and say something cruel. Tớ sợ rằng là tớ sẽ giận dữ và nói một cái gì đó là bà phải buồn. Still, I think it's time I try talking to her. Tớ nghĩ rằng là lúc tớ nói chuyện bà ấy rồi. I've been saying how wrong it is to run away. So I need to live up to my own advice. Thế là tớ đã suốt ngày nói rằng là thật sự là không đúng ấy, để chúng ta tiếp tục chạy trốn ấy, một cái gì đấy ấy. Thế là tớ cần phải mạnh mẽ và nói đúng như những gì mình hay nói ấy. Và sống đúng như những gì mình hay nói. You know, I think she still misses my dad deep down. Cậu biết không, tớ nghĩ rằng là bà vẫn đang nhớ bố của tớ ở sâu bên trong trái tim. But she couldn't handle it. Losing someone so important to her. Nhưng mà bà ấy đã không thể nào mà chịu được cái điều đấy. Nhưng mà mất đi một ai đó thực sự quan trọng với bà ấy. That's why she needed someone to lean on. Đấy là lý do tại sao bà cần một ai đó để mà có được cái chỗ dựa tinh thần. I think losing someone you love and having to go on alone is really, really hard. Tớ nghĩ rằng là mất đi một ai đó mình thực sự yêu quý ấy. Và phải sống bỗng nhiên sống một mình cô đơn thì thực sự rất là khó.
I'm not sure how to explain, but I realized this after being with you. Tớ không biết chắc là giải thích như nào, nhưng mà tớ thực sự nhận ra điều này sau khi đi với cậu để xin cung. Nên là kiểu Zukari là cái nhân vật nó sống thích người tình cảm nhiều ấy. Thích người tình cảm. I think being loved means giving back. Tôi nghĩ rằng là yêu và ai, yêu ai đó thực sự là nó cũng đã là chúng ta đã kiểu như là đưa đi, hiểu là mất đi một cái phần trong cái bản thân mình cho người kia ấy. Và tớ nghĩ rằng đấy là một điều tuyệt vời. Bây giờ em như muốn như thế nào? Ý của tớ là tớ nói chung là như vậy. Nói với tình yêu ấy. Chuẩn bị gần gũi hơn rồi. Vâng rồi. Chuẩn bị vào việc rồi à. Con này sớm muộn vào việc mình thôi. Chứ mình đẹp trai như là sao chịu được. Có vẻ như là chúng ta xem cái bông tai sao. Nên như mình bảo là cái pacing của cái mối quan hệ của mấy cái nhân vật nữ ấy, đặc biệt là Zukari, nó có nhiều cái hay hơn mấy cái bọn nam ấy, đặc biệt như cái thằng Kenjin hoặc là Nozomi chẳng hạn. Thực ra là Kenjin thì nó cũng khác nhỉ. Mấy thằng Nozomi hay thằng đội chạy hay là mấy cái thằng gì nhỉ? Cái thằng gì ấy? Cái thằng như kiểu thằng kiểu Exchange Student nên nó kiểu nó không thay đổi lắm, loanh quanh nó chỉ mấy cái kiểu, nhưng mà mấy cái nhân vật nữ chính thì là nó kiểu từng cái rank này nó khác nhau nhiều hơn một chút ấy. Nó có nhiều cái chi tiết hay kiểu cái set scenario nó khác, nhiều cái sự việc nó xảy ra khiến cho mối quan hệ nó hay hơn ấy. Anyway, chúng ta sẽ đi đâu nhỉ? Đọc sách Wicked Bay. Nó đang trên tầng trên. Đọc truyện nhé. Đợi xem pha trà Mitsuru. I see. No, em muốn đi chơi với chị cực luôn ấy. Thề luôn, nhưng mà chưa phải lúc. I have food, of course. That's great. Ông giúp đỡ để cho TV. Còn 8 ngày thôi này. Có vẻ như là Sonen. I guess Sonen. Sonen là kiểu cái chuyện Naruto thôi. Mình muốn xem đọc chuyện. Nó là câu chuyện về chuyện tranh về bóng chày. Không can đảm. Cái này nó hơi bị cũ rồi. Nên là cái cách vẽ của tác giả nhìn nó hơi bị cũ. Tôi đoán là nó có thể gây chúng ta nhiều cái kiểu là nostalgic nhỉ, đúng không? Cái nhân vật chính nhìn trông có một cái lông mày rất là rậm. Cậu nghĩ sao về cách vẽ hồi xưa, mấy cái chuyện dành hồi xưa? Very tasteful. Nó sẽ là Timeless Masterpiece. Nói giống như ở Mitsuru. Wow, nói như một người chuyên nghiệp. Tớ hiểu ý của cậu rồi. Cái manga hay nhất, những cái manga mà hay nhất thì nó sẽ nó tạo ra được cái ngọn lửa trong trái tim chúng ta khi chúng ta đọc. Oh crap, keep going. Bottom of the ninth, two outs, bases loaded. Now home run will change it all. Bottom of the ninth, 2 out, base loaded, home run. Để nó miêu tả câu chuyện. You better read faster, or else I'm gonna spoil it for you. Cậu phải đọc nhanh lên, không thì tớ lỡ mồm tớ sẽ spoiler cho cậu hết. Đọc truyện tranh. Damn, dành cho mấy ông mất não như ở Junpei thời. Tầm này là phải đọc truyện chữ như kiểu là mấy đứa như Fuka với cả Mitsuru. Nhưng mà đọc truyện chữ tầm này thì nó hơi bị khó thật. Chẳng mấy cái tiểu thuyết. Chắc tùy đối tượng. Mà đem đi về. Thế là nó đã kết thúc như vậy sao? Chúng ta tới phải mượn thêm nhiều tập hơn. Đấy, vừa bảo rằng bây giờ nó lại bị ngáo này mẹ. It gets even crazier than this if I remember right.
Man, it gets the main character's crazy than did it. Nếu mà tớ nhớ không nhầm thì là cái câu chuyện nó sẽ còn càng ngày càng hay hơn. Và mà cậu ơi, cái đối thủ của nhân vật chính thì là như thế này, cái chai. Cái sự quyết tâm của người anh hùng trẻ đã khiến cho mình có được sự dũng cảm. Shit. Ok. Ta sẽ mượn thêm cái bộ này lần sau. Thế là cái hội thoại là như bệ vui. Lap 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 lap. You know what? Is that me or are people are coming with appetite rintang? Yep, yep. My friend but the friend got it. Người bạn của thằng em tớ đã bị dính chưởng. Tớ đã bắt đầu sợ rồi đấy. Và có vẻ như là nó đã xuất hiện trên nước mỗi ngày. Government không có gì để nói. Và các Avenger cũng không có gì để mà làm. Liệu thế giới này sẽ đi đâu? Đúng ra những cái vụ này chúng ta phải gọi Avenger cho nó giải quyết chuyên nghiệp ấy. Lại gọi mấy thanh niên đèo cấp 3 này ăn làm ăn thì 27